Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một vui bầm sùm trà phổ kiến nha. Cây này có quanh là 7 nha, cao là 30. Còn cái tán bay độ của nó là 37 nha anh chị cô chú. Thân rất lớn luôn, em có để thấu keo anh chị cô chú soi. Nha. Chi chốt rất già. Đây, nó cho cái co bay độ đây. Rất đẹp luôn. Chi chốt. Bầu sơ dừa nha anh chị cô chú. Đây bầu sơ dừa nha. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ luôn.